Rồi, chào mọi người quay trở lại với kênh của em. Mọi người mua hàng liên hệ số hội 0348308843, nhắn tin hoặc gọi điện ha. Rồi, khách hàng mới thì chuyển khoản giúp em nha. Khách hàng mới em nhận chuyển khoản rồi mới đi hàng. Và hôm nay em về mấy món đồ sau đây mọi người. Có cái đồng hồ nè, đồng hồ rất là đẹp. Đó, đồng hồ mặt kiến, vỏ nhựa, kim trôi nha mọi người. Rồi với một mớ, một ít cái kính, mắt kính mát. Kính này hàng xuất Mỹ mọi người. Nó sản xuất là China với Đài Loan, xuất cho thị trường Mỹ. Rồi, nó xách về được một ít. Với cái rồi mấy món linh tinh nè. Cái chân đèn thì này thì chưa có test nha mọi người. Chưa có test. Cái dây nó ngắn khúc nè. Dây bị đứt rồi, ngắn khúc. Không biết bao nhiêu volt nữa. Nó không có để thông số. Nó là đèn led nha, nè led nè. Nó nên không có test. Chủ yếu bán cái chân đèn ha, cho mọi người về chế đồ cũng được. Đó. Bóng nè. Chưa có thử nha, nè. Dây nó cắt sát đây rồi. Rồi hút chì nè, thước đo gốc. Rồi máy đục. Máy đục Roson điện 100V. Đây. Rồi có cái rồi này em đăng lại nè, cái cưa lọng tốt. Cưa lọng của thụy sĩ. Đây. Wilson là thụy sĩ ha, thụy sĩ sản xuất điện zin nó là 220 luôn. Chạy ngon lành. Có đá lưỡi đầy đủ mọi người nè. Lưỡi cài nhanh luôn nha. Loại cài nhanh. Điều tốc luôn nha, đây điều tốc nè, điều tốc 6 số. Đó. 6 số điện zin 220V. Rồi video hôm nay có mã 198 nha. Mọi người mua hàng thì liên hệ em. Rồi đầu tiên giới thiệu cái máy đục đây. Nay về được một cây đục mini của Broxson nè. Broxson là thương hiệu nó của Đức. Thằng này nó thị trường Nhật xài điện 100V nha mọi người. Đây, tôi cắm điện 100V nha. Này máy nè. Mình muốn xài mình phải gắn lưỡi vô nha. Hoặc là chế lưỡi hoặc là tìm mua lưỡi ha. Nó là máy đục nha, máy đục mini. Đây cái chỗ kẹp lưỡi nó vậy nè. Đó. Cái này nó dính thôi chứ nó không có bị rỉ gì nha mọi người. Thử điện nè. Đó. Nhắn vô rồi nó mới là nó rung lên mọi người. Nó rung nó sủi ra cái gỗ. Đó. Máy này là loại nhỏ mini cầm tay ha, công suất nhỏ. Dùng cho mình gọt mấy cái đồ nhỏ, đồ mềm á, gỗ mà dạng mấy cái làm mấy cái tượng nhỏ nhỏ này nè, mình sẽ gọt nó ha, gọt nó, gọt từ 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 vậy á, nó là chuyên dụng như vậy. Rồi mã số 1 ha, 550.000. Đây tiếp theo con máy post thông số nè. Điện 220V, 650W. Đó, 500 đến 3.100 vòng trên phút. Đây, ngoại hình đó nè, nghiêng lưỡi 45 độ được luôn nè. Lưỡi cài nhanh. Đá lưỡi. Cái này hút gió. Thổi bụi ngay chỗ cái lưỡi mình cắt á, cho mình thấy đường mình cắt.
đá lưỡi nè, nó nhiều chế độ đá lưỡi. Đây cò nè, cái nút này không cần thiết nha mọi người, đó cò này bấm trực tiếp vô luôn, không cần phải bấm cái nút này. Tại cò nó khá là nặng nha, cò này là nó thiết kế như vậy khá là nặng tay, bấm nghe nặng tay. Đây 6 số nha. Rồi giờ cắm điện thử. Điện 220 ngon lành, rất là dễ sử dụng. Đây chui tròn luôn nha. Đây có điện rồi nè, đây số 1 nè. Nó điều tốt trên cò được luôn nha mọi người nè, cò nó điều tốt đó, rất là mạnh nha, chạy rất là mạnh. Rồi cưa lọng mã số 2 nha, 950 nha, cưa lọng Thụy Sĩ sản xuất. Rồi tiếp theo số 3 là cái cây chân đèn nè. Đây nó có cái công tắc, mà không có thấy tem thông số nó là bao nhiêu volt nha mọi người. Nè cái đèn led nó nè, led chà bá luôn, rất là bự luôn nha. Cái này co nhiều hướng được. Đây dây nguồn sẽ ra đây nè, không có thử nha mọi người, tại vì không biết bao nhiêu volt luôn. Chú ý bán cái càng để mình chế đèn đồ chơi này. Không có thử không biết nha, này phải rã ra hết thì coi nó nhiêu volt rồi mình thử nó. Đó anh bán vậy ha. Nè cái chá đèn nó là 6 cm, chiều dài này là gần 60 nha mọi người, chiều dài khoảng 60. Rồi chân đèn này mã số 3, 150 nha. Rồi tiếp theo đây, đây là cây hút khỏi chì nha mọi người. Mọi người bóp vô là nó khỏi ra nè, cái đầu khỏi nè, siêu nhỏ luôn, hút khỏi chì siêu nhỏ. Đây hút xong chì nó nằm trong đây nè, người lấy ra nó có cái lớp lọc trong đây nữa. Thân này bằng nhôm, cái này nút bấm nè, chung nhấn lên nhấn xuống là nó hút ra hỏi vô, hút ra hỏi vô đó, chỗ này nè siêu nhỏ luôn, cái đầu nó rất là nhỏ, nó khoảng 1 mm nha mọi người, cái đó cái lỗ này 1 mm. Cái này thương hiệu Benwatt nè, của Mỹ sản xuất nha, Martin Yoda. Đây thân bằng nhôm siêu nhỏ hút chì,
15 cm. Nó hút còn bóp ra, bóp xuống là nó hỏi ra hả, nó hai chiều rồi. Mã là số 4, 250 nha. Số 5 là cái len, về một cái len siêu nhỏ không biết dùng cho cái máy nào hết mọi người nè, trong cái len Japan nè, là thông số trên đây nè. Đó, thông số nè mọi người, mọi người xem thông số nha. 25 mm. Đó. Quay đồ còn ok hết nè, quay đó. Quay lấy nét và nó khẩu đồ đóng ok nè, hả? Rất là êm. Đang rất là nhỏ nha. Nó rất là nhỏ. Siêu nhỏ luôn. Đây để đo chính xác nha. Đây nó xài ren nè. Ren 25 ha. Ren dặn nè. 25. Rồi kính này khỏi đo, đo chiều dài đây nè. 29, chiều dài 30. Ren để vặn vô là 25. 25 mm. Rồi kính này thì nó có thông số đây nè. Đó, 25 mm. Rồi cái len siêu nhỏ, giá siêu nhỏ luôn, 150 ngàn, mã số 5 len. Số 6 là cái kìm lạ nè mọi người, kìm này như để dùng trong đây, thương hiệu đó nè, đó giống như dùng trong đồ bóp mấy cái đồ trang sức này kia đó. Nó là một cái miếng nhựa nè mọi người để chống bị chày đó. Đó. Ở trong có cái lỗ nó nè đó, ở đây cái khe, cái đỉnh rồi, nó như vậy ha. Kích nước bằng thép trắng, là bằng thép trắng đây, bán nó bằng thép trắng mọi người, nó xì rất là đẹp trắng. Rồi mã số 6 ha, 100 ngàn. Rồi số 7 là cái hước đo góc của Japan sản xuất như mới. Japan nè, thương hiệu SK. Đó. Đo được các góc độ. Chữ này khắc laser luôn mọi người. Chữ này khắc laser sâu vô trong nha. Khắc sâu vô trong chữ trên đây nè. Made in Japan. Chốt đồng. Rồi thước đo góc mã số 7 ha, 250 ngàn. Rồi số 8 cái cặp gác chân đây, cái cặp gác chân này không biết của xe gì này. Trong nó lọt vô đồ ngày Nhật này. Đây thông số đó, mã sản phẩm đó, trái anh phải ha. Đó bằng nhôm đúc cao su còn ok nè. Đó, một bên nó có cái này, một bên nó thiếu. Đó. Rồi đo kích thước cho mọi người về vô coi nó được không nè. Này khoảng 20 đi đó, rồi dày nó 20, dày con ốc. Rồi chỗ này 30 nè. Đó 20 30. Rồi. Rồi nhắm vô được thì xài ha. Rồi chiều dài cái cây này là 23 cm. S lỗi là 10 13 cm đây. Gần 13 12.5. Đó hai bên ha, trái phải nè. Đó
Rồi mã số 8 nè, 100.000. Rồi số 9 là hai món này nha mọi người. Một cái ẩm kế đây, chịu cho độ ẩm nè, phần trăm nè. Của giao ban luôn nha, đây. Cái đồng hồ hai đo hai chức năng. Cái này là đo độ C đây, độ C nè. Đo được từ âm 30 đến 50 độ C, là nhiệt độ ngoài trời đó, bình thường nè. Nó ba mấy độ mà. Rồi đây là cái một cái nó giống như cái cân lực nha mọi người, nè, giống cân lực của Japan luôn nha. Nó cân được đến 150. Đây số 150 nè. Đó, ông số nó trên đây hết nha mọi người, xem vô không? Này, nó sẽ cân như vậy. Nó tác động đây sẽ nhảy kim ha. Rồi mức này tối đa nè. Hai chiều. Chiều dưới cũng vậy, mức tối đa nè. Trên cái thanh này nó có một cái lỗ. Nhật Bản sản xuất luôn. Đó, hai món ha, bán chung nha mọi người. Đại 9, mã số 9 150 nha. Hai cái. Cái này nó có chân đứng. Bán chung nha, không xé ra nha mọi người. Rồi số 10 nè. Rồi là hai cái chân của ấm đun siêu tốc nè, hàng nội địa. Hàng nội địa nha, mọi người xem chân phù hợp thì mình sử dụng nha. Còn không thì mình lấy dây cũng được, cái dây này nó chống cháy nè. Dây chịu tải cao mọi người. Nè, dây nó mềm mà nó rất là dày. Chống nóng á. Chịu được nóng không có bị chảy. Đây thông số trên nó là số nó là 100V 15A. Đây. Dây đen là 12A, cộng lại 12A. Đây 1100W nè. 100V 1100W. Còn thằng này 1000 mấy, thằng màu trắng này là trên sụp cộng dây có để nè. Cộng để 15A nè, cộng này 12A, đó 12A đó 125V. Dây này dài 1m. Cộng dây này dài 1m nha mọi người. Dây nguồn dài 1m. Chân nó nè. Chân nó như vậy á. Mọi người xài cái ấm của Nhật thì vô nó là ok đó. Còn ấm khác thì không biết ha. Thế mọi người phải đo nè. Đó, đường kính của cái này nè. Trong nè, cái này nó nhúng xuống nè. Nó mới tiếp xúc vô cái điểm. Một điểm ở giữa ngay tâm nè, đường kính nè 27 nè, này cũng 27 nè, đó bằng nhau nè, nhúng xuống nè ha. Nó là nó trên bếp mình nó sẽ có một cái vòng tròn bằng đồng á, nó sẽ nhúng xuống để nó tiếp xúc vào một cái tâm ở giữa. Đường kính cái mâm này là 16 ha. Chiều cao nè. Cao nó độ 18. Rồi hai cái nha mọi người, bán chung hai cái, mã số 10 150 nha. Hai cái đế bếp đun siêu tốc. Rồi tiếp theo là cái này, cái vòi sực gió của Allen luôn nha, của Anh sản xuất nè, Made in Allen. Cái này về mọi người vô cái đầu hơi nha, không có đầu. Cái này đầu ga trực tiếp nè. Còn trên đây là đủ rồi nha, cò nó như vậy ha, cò nó rất là nè, cầm như vậy. Cò nó cầm rất là lạ ha. Con này cò rất là lạ. Cái vòi nó cũng lạ, nó vòi nó bằng nhựa mọi người nè,
nhựa nó vô đây. Nè, vòi rất là nhỏ nè, bằng nhựa nha, test ok rồi, không có bị xì hết. Nhưng vòi bằng nhựa nó khá là nhỏ nè, nó dẻo nữa. Đò đây đó, tổng thể súng nó như vậy, vì lạ không biết xài sao luôn. Nói chung cái súng này lạ, là một đường này ra duy nhất thôi. Không lẽ cái nó phải uốn cong lên vậy mình xài ha. Nói chung mọi người thấy hết thì nghiên cứu ha, mà nó là ok, không có bị gì hết, chỉ cần vô cái vòi vô ống này là xài ha. Rồi kính hơi đường qua này bằng, nó bằng gan đúc á, chúng nó đúc nguyên cối ghép lại nè, dạng ốc. Rồi mã 11 nha, 200.000. Rồi tiếp theo là cái đây. Đây là cái đồng hồ kim châu đây, đồng hồ của Nhật. Là thương hiệu là Greenwich gì nè. Nó mặt kiến. Trong là ngoại hình nó còn khá là đẹp. Giờ chạy chính xác. Đây, cái máy này là của Mitsubishi đây. Máy Mitsubishi. Đó, máy Mitsubishi sản xuất tại Taiwan. Nó sản xuất cho Nhật. Chỗ này treo đinh nè, treo lên tường. Rồi vỏ nhựa nha mọi người, vỏ nhựa màu xanh. Màu xanh rất là sáng, treo rất là sáng, nói chung sáng nhà. Đó, màu này sáng lắm. Số nhìn rất rõ luôn, số to rõ. Màu sáng. Rồi 32 cm. 32 x 32 nó hình vuông. Nhà mặt cong. Cái cong cạnh vuốt nhọn rất là đẹp. Rồi mã 12 nha, 500.000. Rồi nay về một số cái kính nè mọi người, có kính mô tô. Đây một số kính mô tô nè. Rồi đầu tiên là kính này ha, kính này nó bị độc nè. Kính mát mà nó có cái phần độ nha, độ cận là 2.0 cộng 2.0 luôn rồi. Đó. Phóng to lên. 2.0 ha, nó để thông số này qua nè. Đây. Cộng 2.0 nè. Ảm Âu xích. Âu xích chính hãng. Ta qua sản xuất. Kính màu râm nha, kính râm màu tối. Cái chồng này thì màu trắng. Có chồng cộng 2.0 độ là trắng. Rồi mã số 13 nha, 200.000. Rồi 14 con kính màu vàng. Đây còn nguyên cái tem. Nè. Cái ta nè. Hàng chuẩn xuất á. Cái này vàng nha mọi người, màu vàng.
chung là nó để đi đêm, đi ban ngày cũng được. Rồi mã 14 nha, 200.000. Kính loại này là kính mát thôi, kính mát đi chống bụi này kìa, chống bụi đi nắng. Rồi 15 cũng 200 giá. Con này kính râm màu tối nè, màu nó kiểu màu khói đó, màu khói phần trên đậm dưới nhạt tí, kiểu nó vậy ha. Nó này China sức. Mà kính không có viền, nó bắt hẳn vô cái con ốc vô kính luôn, không có viền nha. Đây, nó là như vậy đó. Rồi mã 15 giá 200. Rồi 16 là con kính mô tô nè. Con này màu đen, kính đen. Mô tô có thương hiệu con đại bàng mọi người. Đây. Này phi size nha, đầu lớn nhỏ gì may không được hết á. Kính đi mô tô nha, chống bụi rất là kính nè, chống bụi đi rất là mát. Đó, đi xe. Ở đây nó dính, nó dính keo một tí nè, chùi ra nó sạch ha. Keo với lại nó bị bụi. Là mã 16 nha, 300.000. Rồi 16, 17, 18 đây, 3 cái 300.000 một cái nha mọi người, 3 màu nha, được 3 màu nè. Ở đây con màu xanh với con màu nó cam cam vàng vàng á, vàng nhưng mà nó màu vàng sậm đó. Con màu xanh đây. Trong là cái shop mút nó rất là êm, mang nó rất là êm. Đây con màu cam nè, mời xem con màu cam nha. Đây nó là full đen và cam, nó phối hai màu rất là nhìn nó đẹp. Này rất là dẻo nè, là con màu xanh nè. Đó. Đầu lớn nhỏ đều mang được mọi người. Đây con màu xanh là mã 18 này, 300.000 luôn. Đen là mã 17, con màu vàng này mã 17 nha. Con đen mã 16, đó bằng giá nhau nha mọi người. Ba con kính mô tô này. Rồi một con kính vàng này của thằng Versace. Đây, Versace là cái thương hiệu của châu Âu á. Thân bằng nhôm nha, vỏ nhôm, kính màu vàng, China sức. Kính này khá là to, dùng cho mặt to tí thì nó sẽ đẹp. Đó, rộng nó bằng nhôm. Rất là nhẹ. Kính vàng dùng đi mát rất là ok. Rồi mã 19 nha, 300.000. Rồi.